miếng trầu là đầu câu chuyện. Chất đế đầu tiên đó chính là trang chế trầu cao. Xin được trân trọng kính mời đặt dần đế và đoàn đón đế của hai bên phía phái đoàn hỏi trai hỏi gái, chúng ta cùng chính thức về những chất đế đầu tiên vào phía trong nhà. Và lần lượt tiếp theo xin được trân trọng kính mời những chất lễ tượng trưng được tình yêu hạnh phúc của cô dâu Minh Huyền và chú rể khắp nước của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ cùng chính thức nhanh chóng cùng đoàn dân đế và đoàn đón đế của hai bên phía Israel. Chúng ta cùng nhanh chóng tiến vào phía trong nhà để cùng cho đại diện hai bên phía Israel cùng làm những thủ tục lễ nghi cần thiết nhất trong buổi lễ tình yêu trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được chào kính mời và trân trọng kính mời.